Xin chào, tôi là Nguyễn Thành Tiến. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn 5 chiến lược cho người không giỏi kinh doanh. Tôi đã mất 1,7 tỷ đồng khi khởi nghiệp vì không biết nguyên lý này. Một follow the leader, đi theo nhà lãnh đạo. Năm 1999, Alibaba được thành lập bởi 18 người. 2014, Alibaba lên sàn chứng khoán với vốn hóa thị trường lên tới hơn 230 tỷ USD. Tôi không cho rằng 18 người này đều thông minh, giỏi giang xuất chúng như nhau. Mọi người đi theo nhà lãnh đạo là Jack Ma. Khi công ty IPO, tất cả đều trở thành triệu phú, tỷ phú đô la. Đôi khi bạn không giỏi giang, bạn chỉ đi theo đúng người. Nếu phát hiện thấy leader, đặc biệt là người tài năng mà có đạo đức, hãy xin đồng hành, cam kết cống hiến năng lực chuyên môn của mình, cố gắng phấn đấu với tinh thần cho đi, nhất định bạn sẽ được hưởng trái ngọt sau này. Thế giới thường có hai kiểu người, follower và leader. Leader, hiếm như sao trên trời, là người có năng lực sáng tạo, lãnh đạo và tổ chức công việc, tự xoay sở, tự học tập phát triển bản thân, không ngừng vươn tới. Còn lại phần lớn là follower. Bài học là, đôi khi đi theo đúng người còn quan trọng hơn ra ngoài tự làm leader và không đi đến đâu. Follower đúng có thể thành công hơn leader. Hai mô nhượng quyền. 1. Một số người nâng tỷ lệ chiến thắng của mình lên 80-90% khi kinh doanh bằng cách mua một nhượng quyền thương hiệu. Ví dụ mua nhượng quyền McDonald's, KFC, Lotteria. Mua nhượng quyền là sao chép một công thức thành công đã được kiểm chứng. 2. Có một số nhượng quyền kiếm tiền trên dưới vài chục triệu một tháng, không giúp bạn làm giàu, nhưng để có thu nhập cơ bản, giải phóng về thời gian tự do làm điều mình muốn, không bị gò bó 8 giờ một ngày, có thời gian đi học tập, phát triển bản thân. Nếu đơn vị nhượng quyền đã mở được nhiều, có cam kết lỗ cùng chịu thì khả năng bạn thành công sẽ cao hơn. Việc mua nhượng quyền không có nghĩa chiến thắng 100% và lợi nhuận có thể tùy địa điểm KFC, cũng còn phải đóng cửa do chọn sai. Nhưng về cơ bản, nó giúp bạn giảm tối đa rủi ro, được hỗ trợ nhiều từ tổ chức đi trước và học được nhiều điều khi bạn bắt đầu kinh doanh. Ba, mua lại một công việc kinh doanh. Ví dụ bạn thấy một quán ăn nhỏ, một nhà hàng, một nhà nghỉ, một khách sạn đang làm ăn có lãi và đã đi vào ổn định. Bạn đề nghị mua lại công việc kinh doanh này hoặc tham gia cổ phần. Trong trường hợp này, lý do là bản thân người chủ không có ý thức về việc nhượng quyền thương hiệu hoặc mở rộng quy mô, nên bạn phải chủ động đề xuất. 4. Học một công cụ đã được kiểm chứng. Ví dụ, bạn đi học công cụ trở thành chuyên gia bất động sản của Nick, www.hoithaonick.com, 60-70% khả năng bạn có thể kiếm được tiền vì có nhiều bằng chứng học viên làm được. Một số người không làm vì họ có kế hoạch khác, ví dụ đi học chỉ để bán nhà, mua đất xây cho thuê, đầu tư, đi mua ở giá rẻ. Còn nhiều công cụ khác như kinh doanh thương mại điện tử, xuất nhập khẩu, chứng khoán, forex. Tuy nhiên, điều quan trọng bạn phải xem người hướng dẫn bạn đã giúp được nhiều người thành công chưa. 5. Học việc. Đây là chiến lược kinh điển nhưng hầu hết người khởi nghiệp đều làm sai. Ví dụ, trước khi mở quán phở bạn nên xin vào KFC, làm thuê 1 tháng đến 6 tháng. Trong quá trình này bạn sẽ học được rất nhiều, từ quy trình sản phẩm, quy trình bán hàng, quy trình tổ chức công việc kinh doanh. Sai lầm là mọi người làm theo ý thích, cảm hứng, không biết thế nào là đúng, mò mẫm thử và sai, mất rất nhiều thời gian hoặc nhảy vào làm lớn ngay và thất bại tan nát. Trước khi tạo ra doanh số nhiều triệu đô la thì tôi mất 1,7 tỷ đồng khi xuất phát khởi nghiệp và đầu tư vì không được dạy nguyên lý này. Bài học là, trước khi làm bất cứ việc gì, bạn luôn cần một quá trình học việc. Học kinh nghiệm trước, gom tiền làm lớn sau. Tóm lại 5 chiến lược cho người không giỏi kinh doanh là 1. Follow the leader. 2. Mua nhượng quyền. 3. Mua lại một công việc kinh doanh. 4. Học một công cụ đã được kiểm chứng. 5. Học việc. Biết mình không giỏi tức là giỏi. Cảm ơn bạn đã đọc. Like, share, comment nếu bạn học được điều gì đó. Vui lòng ghi rõ nguồn khi copy.